Em xin chào các bác đang xem kênh YouTube của em ạ. Các bác xem kênh YouTube của em thấy hay thì các bác cho em xin một like, một nút đăng ký kênh ạ. Hôm nay ở video lần này em xin tiếp thị các bác cặp cổ của JVN có model là JVN NE85 ạ, đi cùng với nó là cặp Hon H92 ạ. Thì cặp cổ này em về được trong cái tình trạng là nó không được đẹp ạ. Nó có những cái vết bong sơn rồi. Hàng nó cặp cổ này nó lâu năm rồi. Họ cũng không gìn giữ gì, ở bên này họ cũng không gìn giữ. Nên là nó có nhiều cái vết bong tróc sơn này, các bác nhìn có thể nhìn thấy. Có nhiều vết bong tróc sơn, kể cả từ cái hon này nó cũng có hiện tượng bong sơn rồi. Hon bong sơn và cái cổ cũng bong sơn rồi. Cổ này cổ đời tem vàng. Đời đầu sản xuất khoảng những năm 1973, 74. Thì nó chỉ được cái là còn nguyên tem. Cả cổ và hon thì đều còn nguyên tem ạ. Tem của Hon thì là tem bạc, tem màu bạc. Tem của cổ thì là tem màu vàng. Thì cặp cổ này em về được trong cái tình trạng thì nước sơn của nó thì nó không được đẹp. Nhưng mà đổi lại thì nó vẫn còn nguyên zin. Thì các bác có thể nhìn thấy là trên một cái cặp cổ là nó có bốn vị trí ốc, thì cả bốn vị trí là đều vẫn còn nguyên cái siêu của nhà sản xuất. Và trên cái siêu này nó có dập chữ nổi của JBN. Nó chỉ được cái có cái có cái điểm cộng là nó còn hàng còn được nguyên siêu, chưa ai động chạm gì, chưa mất siêu, chưa động chạm. Thì điều đó cái khẳng định là cái diaphragm của nó ở bên trong vẫn còn rất tốt, và chất lượng âm thanh thì vẫn còn rất tốt. Còn cái hình thức bên ngoài của nó thì nói chung là nó bị được đánh giá là xấu rồi. Hình thức như này thì em đánh giá là nó là không đẹp, rất không đẹp. Bù lại thì nó có là cái cặp cổ nó nguyên zin thôi. Cặp cổ này thì nó nặng khoảng 5 5 hơn 5 kg một tí một cổ. Cả cặp này nó nặng khoảng gần 11 kg. Thì cặp Hon này nó nặng khoảng gần 3 kg một cổ nữa, thì một cái cặp này nó sẽ nặng vào khoảng độ hơn 8 cân rồi, 8 cân rưỡi. Khoảng độ gần 8 cân rưỡi một cổ này. Tổng cả cặp này nếu mà đóng thùng vào nó lên khoảng độ 20 21 cân. Thì cái cặp Hon này, cặp Hon này là cặp Hon H92. Cặp Hon rất hay khi chơi với những cái dòng như là NE85 này, thì đi được với những cặp Hon này là người ta thấy rất hay này, trong cái dòng Hon gang thì cái cặp Hon này thì là hay, cực hay, và người ta cực thích ghép với cái cặp Hon này. Cặp Hon này thì nó hiếm. Thì cặp Hon này nó có kích thước chiều dài của nó là 30 cm nhé các bạn. Cái bề ngoài của cái vành khuyên này của nó, là về em đo là 15, còn cái miệng lỗ này của nó thì là 11, hơn 10 11 tí. Thì tất cả các thứ trên cái cặp cổ này nó đều là zin, từ con ốc đến cái hon đến cái cặp cổ thì là đều zin nguyên bản. Nhưng mà nó chỉ có điều là nước sơn của nó thì lâu năm quá rồi, nó không được đẹp. Thông tin em thấy thì cặp cổ này nó mua ở cặp cổ này họ bán là từ một cái quán bar, họ không họ hủy hủy bỏ cái quán bar đi, thì họ thu những cái đồ âm thanh họ bán. Cặp cổ này nó nước sơn của nó hơi kém, chứ cặp cổ này mà có nước sơn còn đẹp thì cặp cổ này giá trị của nó rất cao, từ giá trị sưu tầm đến giá trị sử dụng rất cao, vì nó còn nguyên siêu. Thứ nhất là nguyên siêu, và thứ hai là nó đi với cái cặp Hon H92. Các bác có thể nhìn đây, cái cặp mà này nó có model đây, model của nó đây, tem của nó là NE85 8 ôm đây, 4 CD 401 81 815 401 815 James Nansing. Cặp cổ bên này đây, cả hai cặp thì đều vẫn còn nguyên siêu, nguyên những cái siêu đỏ của nhà sản xuất. Cặp rất nặng. Cặp bên này là 415 41572. Tình trạng hình thức thì không được đẹp. Chỉ được cái là về chất lượng thôi. Chất lượng là được đảm bảo là nguyên zin, nguyên siêu cho các bác sử dụng. Các bác nào yêu thích cặp này thì liên hệ với em nhé. Giá cặp cổ này em bán về Việt Nam này, vì cái hình thức nó không được đẹp, thì cái cặp cổ này em bán giá nó hợp lý thôi. 16 triệu 600 về Việt Nam nhé. Bác nào lấy thì liên hệ với em nhé.
Em xin báo báo lại cái cặp cùa này ạ. Cặp cùa này em bán về Việt Nam là 16 triệu 600. Thì bác nào thích thì liên hệ với em qua số Zalo em để trên bài ạ. Thì về cái hình thức thanh toán này, các bác đặt cọc trước cho em từ 30 đến 50% giá trị của sản phẩm ạ. Sau đó em sẽ chuyển hàng về. Hàng sẽ về Việt Nam khoảng từ 12 đến 15 ngày ạ. Thì các bác sẽ nhận hàng từ bên vận chuyển và thanh toán nốt số tiền cho em cho bên vận chuyển ạ. Cặp hòn rất nặng, cặp hòn với củ rất nặng, củ hòn dài. Cặp này chơi thì hết hết ý. Cặp này thì thường nó ở trong những cái cặp cổ này này thì thường nó ở trong cái thùng N200, N300, N300 Summit hoặc là trong cái thùng Apono. Em nhớ không nhầm là Apono C51 thì phải, C50, C51. Thì họ họ đi những cái cặp cổ này. Còn cặp hon này thì họ chỉ ghép với cặp cổ thôi, vì cặp hon này nó cho chất tiếng dày xuống sâu và dày hơn. Thì sau đây em xin test qua một đoạn nhạc nhé. Test qua một đoạn nhạc. Hay. Đường em đi đường nở hoa khắp luống cây, trên đường em đi đường nở hoa khắp Thì em đang ghép cái cặp cổ này với cả cái cặp bát này 85 ạ. Hôm nọ em về được mấy cặp khác em bán hết rồi. Hiện tại còn có mỗi đúng một bộ này thôi. Bộ nở này 85 này thôi. Này 85 này và cặp bát là này 15A. Thì bác nào thích cặp bát này hoặc là cặp cổ này thì liên hệ với em nhé, qua số Zalo em để trên bài ạ. Gió về đầu non qua bốn bình năm gọi đón đưa đường ngược xuôi. Thì một lần nữa em xin cảm ơn các bác đã xem video của em nhé. Các bác cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh ạ, để em có nhiều động lực làm các video tiếp theo để truyền tải đến các bác những sản phẩm về audio ạ. Em xin chân thành cảm ơn ạ, và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo ạ.